Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Xuất hiện mẫu thiết kế National Costume dành cho Hoa hậu Khánh Vân khiến ai cũng cạn lời. Sau thời gian phát động giới thiệu đến công chúng chủ đề Việt Nam tuyệt tác đường cong nhằm tìm kiếm thiết kế áo dài cho Khánh Vân mang đến đấu trường nhan sắc quốc tế, cuộc thi đã nhận hàng trăm bài dự thi. Bản vẽ đầu tiên được công bố lấy cảm hứng từ hiện tượng mạng Minh Hiếu, đang được giới trẻ và nhiều nghệ sĩ Việt quan tâm. Ngay khi xuất hiện, mẫu thiết kế nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả và nhận được tương tác khủng bởi ý tưởng bắt trend chuẩn xác. Mẫu thiết kế này thu hút lượng like, share, bình luận đáng kể, nhưng chắc chắn chỉ góp mặt cho vui vì quá sơ sài và không phù hợp với chủ đề. Ý tưởng chưa hề được thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt. Trước đó, các fan cũng lầy lội thiết kế cho Khánh Vân bộ National Costume lấy cảm hứng từ điển tích 7 miếng đất mà cư dân mạng hiện nay đang rất ưa chuộng. Để không xa rời thực tế và tránh lạc đề, các bạn trẻ đam mê thiết kế và yêu thích phần National Costume nên chú ý đến chủ đề, là cộng hưởng của hai yếu tố vừa ca ngợi những tuyệt tác và tạo hóa bàn tặng cho người Việt Nam, nhiều cảnh vật thiên nhiên, cùng với đó là vẻ đẹp đường cong duyên dáng của người phụ nữ trong tà áo dài truyền thống. Những năm gần đây, cuộc thi tìm kiếm thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của các bạn trẻ đam mê thiết kế và fan sắc đẹp. Sức hút của cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc chắc chắn sẽ đưa đến cho khán giả nhiều mẫu thiết kế khác nhau. Bên cạnh những bản vẽ bám sát chủ đề, thì sẽ vẫn có những thiết kế mang ý tưởng độc đáo, bắt trend lầy lội tương tự. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.